mũi cá mập sẽ ra mắt vào năm 2024. Costa Preset, mẫu sedan ý tưởng của hãng xe điện lần đầu tiên ra mắt vào tháng 2 năm 2020, có tên mới Costa 5. Costa đã tiết lộ tên cùng với một video mới trong loạt video của mình cho thấy khái niệm Preset đang phát triển như thế nào để trở thành sản phẩm cuối cùng. Công ty đã không chia sẻ bất kỳ thông số kỹ thuật mới nào về Costa 5, nhưng nó đã cung cấp cho chúng tôi một cửa sổ ra mắt vào khoảng năm 2024. Costa 5 là một chiếc sedan 4 cửa cơ bắp. Có vẻ như nó được chế tạo cho tốc độ. Công ty gọi nó là chiếc xe tuyên ngôn và cho biết nó là hiện thân của những năng lực chính về thiết kế tính bền vững, công nghệ và hiệu suất của Costa. Đoạn video mới, phần thứ 3 trong loạt phim, tập trung vào thiết kế bên ngoài của chiếc xe, bao gồm mũi cá mập theo phong cách mạnh mẽ của chiếc xe cũng như đèn Aero Blade ở đuôi xe. Tuy nhiên, Costa 5 không phải là chiếc xe tiếp theo của công ty để ra mắt. Vinh dự đó thuộc về chiếc SUV điện Costa 3, dự kiến tung ra thị trường vào năm 2022. Chúng tôi cũng không có thông số kỹ thuật đầy đủ hoặc thậm chí là thiết kế cuối cùng của chiếc xe đó. Nhưng chúng tôi biết nó sẽ được sản xuất tại Mỹ và được cung cấp trong các cấu hình dẫn động 2 hoặc 4 bánh. Chiếc xe đầu tiên của công ty ra mắt là phiên bản giới hạn Costa 1 Hybrid hiệu suất cao vào năm 2019, tiếp theo là chiếc sedan điện Costa 2 vào năm 2020. Những thông tin chú ý khác chúng tôi sẽ cập nhật bài viết lần sau. Rất mong sự ủng hộ của các bạn. Chúc các bạn vui vẻ. Xin chào, chia sẻ hữu ích nhé.